Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của Hùng nhé. Và lời đầu tiên thì cho Hùng xin gửi lời chúc đến các bạn của gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công trong mọi lĩnh vực trong một cái năm mới. Trong cái chủ đề video clip ngày hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu hỏi mà cũng rất nhiều các bạn có inbox cho Hùng để đặt cọc mua những con cún con. Không phải là mua những cái con cún con mà nó đã lớn như thế này rồi và các bạn đã chủ động liên hệ với Hùng để đặt cọc những cái thế hệ mà các bạn đang theo dõi, những con bố con mẹ sinh sản của bên Hùng. Đấy, các bạn cũng đặt cọc trước khi mà lúc cho bố cho mẹ các bạn nghe tin là đã phối thì các bạn đã liên hệ để đặt cọc trước. Thì cũng rất nhiều các bạn có nhu cầu liên hệ để đặt cọc trước như vậy. Nhưng mà Hùng cũng chia sẻ các bạn luôn rằng là Hùng không nhận những cái cọc như vậy. Mặc dù rất cảm ơn các bạn đã tin tưởng, đã đặt niềm tin. Nhưng để mà nuôi một con chó Phú Quốc nó lớn lên tầm 2-3 tháng như này là cả một cái quá trình gian nan. Đây là khi mà con chó được sinh ra rồi đấy, chúng ta nuôi nó được 2-3 tháng như này là cả một cái quá trình rất là gian nan, vất vả và đầy rẫy những khó khăn. Bởi vì những con chó mà từ lúc sinh ra đến lúc 3 tháng tuổi là những lúc mà khó khăn nhất. Đấy, còn hơn nữa là những cái con chó mà vừa phối xong thì chúng ta chưa nói được lên cái điều gì cả mà đặt cọc. Đấy, bởi vì nhá, mặc dù là chó bố chó mẹ trước khi phối giống được tiêm phòng, được tẩy giun để cho chuẩn bị cho một kỳ phối giống. Thì trước khi mà phối giống thì Hùng đã luôn luôn chủ động là tiêm phòng cho những con chó cái cũng như con chó đực chuẩn bị vào tới kỳ sinh sản. Đấy. Nhưng để có sau khi phối giống có đậu được hay không? Đấy, thì sau 60 ngày thì con chó nó sẽ sinh. Thông thường ấy thì cái giai đoạn từ lúc mới phối đến 1 tháng tuổi là giai đoạn nhạy cảm nhất, là con chó rất hay bị sảy thai. Đấy, rất hay bị sảy thai. Đấy, không vì lý do lọ thì lý do kia. Nếu mà các bạn nuôi chó sinh sản, các bạn cũng đã trải qua rất là nhiều rồi. Đấy. Và có những các bạn mà sau khi phối giống rồi đến 60 ngày vẫn không thấy con chó mình nó đẻ, 65 ngày vẫn không thấy con chó mình nó đẻ thì đang lên hội. Rõ ràng con chó có hiện tượng bầu. Đấy, các đầu tí đã hiện tượng xuống tí, sệ mà lại không đẻ. Đấy, bụng nhỏ. Thì xin thưa các bạn rằng là những con chó đó là đã bị sảy thai nha. Cho nên là cái giai đoạn mà từ lúc phối giống đến cái giai đoạn 1 tháng hơn 40 ngày tuổi là cái giai đoạn rất là nhạy cảm cho cái việc mà con chó nó mang thai. Và cái giai đoạn này là rất hay xảy ra cái sự cố là con chó bị sảy thai nha. Cho nên là rất nhiều bạn cũng có đặt Hùng từ lúc con chó bố chó mẹ nó phối. Thì Hùng cũng chia sẻ luôn là Hùng không nhận. Không nhận vì là từ lúc mà nó phối giống đến mà con chó nó 2 tháng rưỡi 3 tháng tuổi nó là 5 tháng. Cho nên là cái thời gian nó quá nhiều, quá thời gian quá dài để xảy ra những cái biến cố mà mình không thể lường được. Đấy, cho nên là thôi Hùng cũng rất cảm ơn. Nhưng các bạn cứ an tâm khi mà phối giống xong cũng là mong muốn cho con chó nó có bầu khỏe mạnh và sinh sản ra mẹ tròn con vuông. Sau đó chúng ta lại tiếp tục mong một cái vấn đề nữa là nuôi con cún con từ lúc sinh ra đến 2 tháng rưỡi 3 tháng tuổi lúc đó cho xuất chuồng. Đấy, đây bột này vừa sinh này. Đấy, bột đấy vừa sinh em bé. Đấy, thì lúc cái thời gian nó rất là lâu cho nên là nó nhiều cái biến cố xảy ra, chưa kể thời tiết trái gió trở trời mưa gió. Đấy, như cái thời gian đây là đang đầu năm mà của năm Nhâm Dần năm 2022 thì từ ở miền Bắc ấy, từ trong Tết đến bây giờ là thời tiết rất là xấu, thời tiết rất là lạnh, toàn từ 8 độ cho đến 10 mấy độ. Cho nên là rất nhiều các bạn cũng đã mua những con chó con hoặc là những nuôi những cái con chó mà nó đang còn độ tuổi nhỏ đấy, 2-3 tháng tuổi đấy, thì phải lưu ý
Đấy, những cái thời gian này là rất là khó khăn cho con chó con, bởi vì là nếu mà chúng ta không có biện pháp mà che chắn sưởi ấm cho con cún thì nó rất hay bị ốm. Đấy. Nhá. Đấy, cho nên là còn nhiều những cái bạn là cũng nhắn tin điện thoại cho Hùng. Đấy, cũng có hỏi rằng là cũng xem ở nơi ấy nơi nọ rồi. Đấy thì có lên đặt cọc trước không? Thì Hùng cũng khuyên các bạn là đấy là tùy các bạn. Đấy. Đấy là có lên hay không là cũng phụ thuộc vào cái độ tin tưởng của cái người mà người ta nhân giống cho con chó đó nhé. Có thể là các bạn đặt cọc nhưng mà khi mà con chó bố cho mẹ nó phối xong nhưng mà nó không thành công thì nếu mà chỗ tin tưởng thì không vấn đề gì, người ta sẽ trả lại mình cọc nhé. Hoặc là có những cái trường hợp là bạn đặt một con chó như vậy khi cái đàn đó nó ra nó không được khỏe mạnh đấy, thì các bạn xử lý sao nhá, xử lý sao đấy, thì nếu mà chỗ tin tưởng thì người ta sẽ có cách xử lý cho nó hợp lý đấy. Cho nên là tôi cũng không dám khuyên các bạn là nên là có nên đặt cọc ở chỗ ấy chỗ nọ hay là không đấy. Như tôi chẳng hạn, như là con chó nó được tầm khoảng độ 1 tháng rưỡi đấy, hoặc 1 tháng rưỡi thì nó biết đi biết chạy rồi, lúc đó mình quan sát là từ cái chân cái đuôi tất cả mọi thứ nó hoàn thiện, nó bình thường, thì nếu mà thực sự bạn nào mà nhiệt tình và tin tưởng mà có muốn đặt cọc thì ok, tôi sẽ nhận cọc khi mà mình đã đánh giá được con cún tương đối rồi. Chứ còn để mà đặt cọc những con cún con mà từ lúc nó bố mẹ nó vừa phối xong thì thực sự là Hùng không dám nhận. Kể cả con chó con, rất nhiều bạn là Hùng chỉ đang chơi lên những cái đàn cún con được hơn chục ngày, 20 ngày, rất nhiều bạn cũng muốn đặt cọc đó nhưng mà Hùng cũng không nhận đâu. Thế cho nên là khi con cún nó biết ăn biết chạy đấy, nó tương đối là mình đánh giá được con cún nó bình thường đấy, thì lúc đó Hùng sẽ nhận là đặt cọc đấy. Thì khi mà Hùng giao con cún cho các bạn thì Hùng cũng tự tin, và khi các bạn nhận được con cún mà các bạn khen là con cún khỏe mạnh và con cún nó đẹp nhớ này, thì trong cái video này Hùng cũng chia sẻ cái vấn đề là đặt cọc như vậy. Thì các bạn nào mà thấy hay mà thấy hữu ích thì có thể là đăng ký kênh và nhớ là ấn một cái nút hình quả chuông đó, để khi mà Hùng ra video clip mới cập nhật về các cái con giống của bên Hùng, hoặc là chia sẻ kiến thức về chăm sóc con chó Phú Quốc nói riêng hoặc con chó nói chung thì các bạn có thể nhận được ngay. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.